Chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lại. Hôm nay mình sẽ quay cái vườn dâu cho bà con xem nè. Đây chính là dâu xanh nha. Dâu trái treo lủng lẳng trên cành như thế này rất là tuyệt vời. Và nó mọc ra từ thân cây nha bà con. Và đây chính là chân dung chị chủ vườn nè ha. Chị đang lựa xem trái nào mà ăn ngon ngọt nhất trong nguyên một cái cây như thế này. Con thấy đây, mặc dù chúng ta không muốn ăn dâu nhưng mà khi thấy những cái cây dâu xinh xắn, trái xum xuê như thế này thì không đành lòng mà bỏ qua ha bà con. Và bây giờ mình mới nhờ chị chủ vườn chọn một trái dâu và thử test thử xem độ ngọt của nó như thế nào. Và ở đây mình xin phép được tua chậm cái đoạn clip cho bà con xem nè. Tốc độ thật là chậm rãi ha. Lọc từng cái vỏ ra xong cái bốc từng cái muối trắng trắng đục đục như thế này ăn vào, cảm giác thật là ngon, không thể cưỡng nổi và quyết định là lấy hai muối còn lại ăn hết luôn ha bà con. Hy vọng là chị chủ vườn đừng xem đoạn clip của mình ha. Rồi đây nè các bà con thấy đây, trái rất là nhiều luôn. Thấy bà con mình chỉ quay có vài phút như thế này thôi. Nếu bà con nào muốn trồng, muốn sở hữu những cái cây dâu như thế này cứ liên hệ bên mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những đoạn video lần sau.